kính chào khán thính giả của Hợp Lực News. Quý vị và các bạn đang theo dõi Hợp Lực News, chương trình bản tin hàng tháng mới nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực và các công ty thành viên. Hy vọng chương trình sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị để Hợp Lực News trở thành một kênh tin tức yêu thích, món ăn tinh thần thú vị của quý khán thính giả. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin nổi bật của Hợp Lực News trong tháng 3 này nhé. Hợp Lực ghi danh mình vào một trong top 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022. Chuỗi sự kiện chào đón ngày thành lập công ty Hợp Lực, hành trình 13 năm cất cánh vươn xa. Hợp Lực ký kết thành công hợp đồng gói thầu xây dựng khu nhà ở cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 trị giá gần 300 tỷ đồng. Hợp Lực trúng thầu dự án đi xây với tổng giá trị dự án hơn 200 tỷ đồng. Các hạng mục thi công của Hợp Lực vẫn đang hoàn thiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Việt Nam Report kết hợp với báo Vietnamnet, tính đến đầu năm 2022, Hợp Lực đã chứng minh được năng lực của mình khi vươn mình lên xếp hạng 41 trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022. Việc thăng hạng trong top 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022 đã phản ánh những nỗ lực và sự chủ động vượt khó của Hợp Lực trong bối cảnh kinh tế biến động vì đại dịch Covid-19, đồng thời khẳng định được chiến lược phát triển đúng đắn và hiệu quả của ban lãnh đạo, sự cố gắng hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên trong thời gian vừa qua. Khán thính giả thân mến, 13 năm với sự phát triển không ngừng, Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực đã liên tục đánh dấu những dấu mốc vàng son trong lịch sử phát triển của mình để trở thành một trong những tổng thầu thiết kế và thi công D&D hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp tại Việt Nam. Thay cho một lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất đến tất cả những công hiến to lớn mà mỗi cán bộ công nhân viên mang đến cho công ty ngày hôm nay. Talk Show Hợp Lực, hành trình 13 năm cất cánh vươn xa được tổ chức để gắn kết 700 con người Hợp Lực lại gần hơn với nhau. Buổi Talk Show sẽ là cơ hội để các cán bộ công nhân viên có thể trao đổi, bày tỏ quan điểm cá nhân với những vị lãnh đạo tài ba của Hợp Lực. Hứa hẹn sẽ thật nhiều cảm xúc và câu chuyện hấp dẫn. Hy vọng buổi Talk Show sẽ nhận được sự hưởng ứng, quan tâm, theo dõi của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty. Là một trong số các sự kiện kỷ niệm 13 năm thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực, ban lãnh đạo công ty quyết định tổ chức giải bóng đá Hợp Lực Football Cup năm 2022 cho toàn thể cán bộ công nhân viên khối văn phòng và công trường tham gia. Ban lãnh đạo công ty mong muốn giải bóng có thể nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất, sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa và tăng cường tinh thần giao lưu đoàn kết giữa các cán bộ nhân viên, phòng ban trong công ty và các công ty đơn vị thành viên. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện, hy vọng giải bóng sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp. Tiếp theo, kính mời quý thính giả sẽ cùng đến với những thành tích nổi bật của công ty trong tháng vừa qua. Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực đã tổ chức thành công lễ ký kết hợp đồng gói thầu xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công nhân vận hành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 với giá trị xây dựng gần 300 tỷ đồng trên tổng diện tích đất hơn 3 hectare tại khu kinh tế Vũng Áng, thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hợp Lực đánh dấu một tháng bùng nổ khi thành công trúng thầu thêm dự án đi xây với tổng giá trị gói thầu hơn 200 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn D-Say Battery Vina với quy mô diện tích đất hơn 3 hectare tại khu công nghiệp Sông Khê, Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong những doanh nghiệp sản xuất pin và ắc quy có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Với mong muốn kiểm tra đánh giá chất lượng công trình sau khi đi vào sử dụng, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tăng cường dịch vụ hậu mãi với khách hàng. Ngày 1 tháng 4, Hợp Lực tổ chức chương trình thăm hỏi và kiểm tra chất lượng tổ hợp dự án lắc xe V-Ship Nghệ An. Chương trình có sự tham gia của anh Lê Anh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực, đại diện nhà thầu, và ông Thu Chí Trang, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn lắc xe ICT Nghệ An, đại diện phía chủ đầu tư. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, mở đầu cho chuỗi sự kiện đi thăm và kiểm tra chất lượng công trình do Hợp Lực là tổng thầu thi công diễn ra hàng năm nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng công trình và chất lượng dịch vụ. Bước qua những thông tin đáng mừng trên, xin mời quý vị đến với những thông tin cập nhật tiến độ các dự án tại Hợp Lực. Dự án nhà máy công nghiệp chính xác Goltech Vina đang thực hiện đúng tiến độ chủ đầu tư đề ra. Nhà xưởng giai đoạn 1 đã hoàn thành 99% dự án, dự kiến bàn giao đầu tháng 4 năm nay. Nhà xưởng giai đoạn 2 hoàn thành 88% dự án, dự kiến bàn giao cuối tháng 5 năm nay.
Các hạng mục cơ điện, hạ tầng và phòng cháy chữa cháy vẫn đang trong quá trình triển khai để đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Dự án BID cập nhật hiện nay đã bước vào giai đoạn hoàn thành nhà xưởng số 1 và số 2, chuẩn bị cho công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, bàn giao và đưa vào sử dụng. Nhà xưởng số 3 và số 4 đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến hoàn thiện, bàn giao và nghiệm thu vào tháng 6 năm 2022. Hạng mục thi công nội thất nhà xưởng số 1 và khu vực tầng 1 nhà xưởng số 2 đã hoàn thiện và đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu. Dự án Sunny Opotech, hạng mục nhà xưởng và nhà động lực đã kết thúc phần móng và đang thi công cột dầm sàn tầng 2. Kế hoạch trong tháng 3 sẽ kết thúc bê tông sàn tầng 2 zone 1, khu vực nhà xe đang thi công 90% phần móng và các hạng mục đang triển khai đều đảm bảo tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Trong khi đó, nhà máy Victory Thái Bình hiện tại đang thi công phần móng, thân của các nhà xưởng, nhà chuyên gia đang thi công phần sàn tầng 2, các hạng mục phụ trợ đã thi công xong phần thô, nhà xe đang vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 4 năm 2022 sẽ kết thúc toàn bộ phần thô của dự án và đi vào giai đoạn hoàn thiện. Tổng thể dự án đang đảm bảo được tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Tình hình thi công tại công trường Ngân Quang. Trong tháng này, nhà xưởng, nhà kho, nhà ăn và hệ thống hạ tầng vẫn đang đi đúng tiến độ đã đề ra với chủ đầu tư. Dự án Việt Glory, nhà xưởng số 1 và số 2 đã bàn giao, chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Xưởng 3, 4, 5 hoàn thành 90% công việc. Xưởng số 6, hạng mục phát sinh đang thi công cột dầm sàn, nhà xe hoàn thiện 80% công việc, kế hoạch 20 tháng 4 bàn giao đưa vào sử dụng, các hạng mục phụ trợ hoàn thiện 50% và kế hoạch 30 tháng 4 sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng. Kính thưa quý vị và các bạn, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tháng 3 của Hợp Lực. Hy vọng với những tín hiệu lạc quan trên sẽ tiếp thêm một phần sức mạnh để toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ cùng phấn đấu hết sức mình cho tháng tới. Và chúng ta sẽ nhận được nhiều tin tức đáng mừng hơn ở những số tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở số tiếp theo của Hợp Lực News. Xin chào và hẹn gặp lại!